Xin chào quý anh chị khán giả đang quay trở lại với video bất động sản trên kênh Điện Thoại Tư Linh. Em là Hoàng. Và video này thì Hoàng sẽ giới thiệu anh chị một cái miếng đất kế cận với chợ Long Hoa thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Một vị trí trung tâm đắc địa và khu vực này thì dân cư rất là đông nha anh chị. Đây là cái miếng đất của mình ngày hôm nay mà Hoàng muốn giới thiệu. Và hướng này là ra ngoài cái đường nhựa để dẫn thẳng ra đường Phạm Hùng, đi thẳng về ngay cái chợ Long Hoa nha. Hướng này chạy bên trong thì là hẻm cùng anh chị. Thì miếng này phù hợp cho anh chị nào mua để xây nhà 1 tấm, 2 tấm, xây biệt thự để ở khu vực này, tuy khu vực trung tâm nhưng khá là yên tĩnh nha. Và tiếp theo sau đây, đây là cái hình dạng thửa đất trên sổ nè anh chị. Thì đất của mình nằm ở mặt tiền đường nhựa, quy hoạch lộ giới 20m, tính từ tiệm đường vòng ở bên là 10m. Đây là đường nhựa chuẩn tại khu vực này nha anh chị. Và đất của mình tiếp giáp phần mặt tiền đường là ngang 5, dài vô là 24.27m. Mặt đất vẫn là 5m như phần mặt tiền, các cạnh đối xứng đều bằng nhau, ngang 5 và dài xuống là 24.27. Phía sau của mình thì theo cái sơ đồ hoạch vẫn là còn con hẻm 4 thước nha anh chị. Nhưng mà hiện tại bên ngoài thì chưa có nha anh chị. Đây là cái con đường thường quy hoạch bàn cờ, khu vực nào cũng có. Rồi, tổng diện tích sử dụng đất của đất này ngày hôm nay là 121,8m². Toàn bộ là đất ở tại đô thị ODT 100%. Và đất của mình nếu như mà đường nó còn mở rộng vào anh chị thì vào đất của mình thêm khoảng độ 5 mét thì đất của mình cũng còn lại khoảng độ hơn 19 mét nha. Đủ cho anh chị có thể xây nhà cấp 4 hoặc lên 1 tấm, 2 tấm. Và cái diện tích này thì nếu mà đường nó còn vào lộ giới anh chị thì đất của mình đã full 100% ODT rồi. Tất nhiên là nhà nước sẽ đền bù theo cái giá khung giá nhà nước cũng khu vực này cũng khá là cao ha. Ngoài ra thì nếu mà mở rộng đường nữa thì đất của mình có giá trị thêm. Và hướng đất ngày hôm nay là hướng Tây Nam, thiên về hướng Tây, chỉ ghé hướng Nam một xíu thôi. Đó là thông tin trên sổ nha. Sau đây xin mời anh chị ra ngoài thực tế review với Hoàng. Trên đất của mình thì có căn nhà anh chị. Từ đây qua tới đây là 5m. Cạnh này dài xuống là 24.27, mặt đất là 5. Và vách tường này cũng là 24.27. Căn nhà cấp 4 này thì đã lâu đời rồi anh chị. Tất nhiên là phải đập bỏ, chủ không có tính cái căn nhà trên đất nha. Chỉ bán riêng cái phần đất thôi. Đó, và phần đất nền ha. Bây giờ mình sẽ bước vào bên trong. Cái cạnh này dài xuống là 24.27, có cái đường sơn đỏ đó anh chị. Còn cái tường bên đây, từ vị trí trên đây kéo dài xuống cũng là 24.27m. Đây, căn nhà này thì đã cũ rồi ha. Anh chị nếu mà có duyên sở hữu thì có thể đập căn nhà ra, san lấp mặt bằng thì cái nền đất của mình nó sẽ xấp xỉ ngang với phần mặt tiền nha. Còn hiện tại nó đang thấp hơn khoảng độ 2 đến 3 tấc. Thì cái đường sau này là cái đường nâng lên anh chị, chứ hồi trước thì nó ngang bằng với cái thế đất của mình. Cạnh này đi dài xuống nó sẽ đi xuyên qua các cạnh luôn nè, chứ nó nhô ra là nằm bên đất người ta nha. Đó. Vị trí của nó thì nằm xuyên giữa cái vách tường rồi nè, xuống là 24.27. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào sơ xem bên trong căn nhà ha. Nói chung thì căn nhà này xây lâu đời rồi, cũng không có cái gì review cả, nhà đã xuống cấp trầm trọng rồi anh chị. Và cái việc là kêu cô bé vào mình đập căn nhà này và lắp xuống làm cái nền để nó ngang bằng với phần mặt tiền đường ha. Đó, mặt bằng đất của mình thì toàn vẹn trong căn nhà này thôi. Ngang 5, dài xuống 24.27, full 100% ODT. Vị trí cực kỳ đắc địa, sát với chợ Long Hoa, thuộc khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngang 5 nè. Đấy. Dân cư rất là đông ha. Nhà cửa thì san sát với nhau luôn. Đường nhựa thì hiện trạng rồi. Nhựa này thì còn mở rộng nữa nha anh chị. Hiện tại mặt đường đã 10m rồi anh chị. Đấy. Đây, ngoài đây là nhựa để dẫn thẳng ra đường Phạm Hùng nè. Bây giờ thì Hoàng sẽ di chuyển từ vị trí nhà ra đường Phạm Hùng rồi chạy chợ cửa ba chợ Long Hoa cho anh chị xem nó gần như thế nào ha. Sau đó thì Hoàng cũng sẽ chạy một vòng chợ Long Hoa cho anh chị sẵn tham khảo luôn. Hoặc là anh chị nào xa xứ có quê gốc ở Tây Ninh gần chợ Long Hoa thì có thể xem video này gợi nhớ về quê hương ha. Tới góc ngã tư này mình sẽ chạy ra thêm khoảng độ 3 ngã tư nữa là đụng đường Phạm Hùng rồi. Khu vực này là gần như là cái rốt của thị xã Hòa Thành rồi anh chị. Giá trị bất động sản cũng khá cao ha. Cho nên là anh chị nào thích được một vị trí trung tâm sát với chợ Long Hoa, đầy đủ tiện ích, điện, đường, trường trạm, chợ, bệnh viện, mà lại yên tĩnh để cho anh chị có thể an cư, xây nhà để ở ha, thì có thể liên hệ với Hoàng. Đây là đường Phạm Hùng rồi. Mình phải là qua quốc lộ 2B khoảng độ 2 đến 3 cây số. Còn quẹo trái thế này, đụng đèn xanh đèn đỏ, quẹo tay phải là về ngay cái cổng số 3 của chợ Long Hoa luôn. Mình sẽ chạy một vòng chợ Long Hoa ha. Và bây giờ thì Hoàng xin thông báo luôn cái giá mà hiện tại chủ đang kêu bán toàn bộ này với tổng giá trị là 1 tỷ 650 triệu. Giá này thì thương lượng bất lọc nha anh chị.
Anh chị đã tham khảo được thị trường này rồi, am hiểu về vị trí giá đất, nếu thấy phù hợp với tầm tài chính và nhu cầu sử dụng của mình thì có thể liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139 đã thể hiện góc dưới màn hình để Hoàng hướng dẫn anh chị đi xem đất, gặp thực tế chủ làm việc lô đất này. Giá bán là 1 tỷ 650 triệu, chia ra thì giá của nó là 330 triệu một mét nha anh chị. Giá này chỉ còn thương lượng bớt lọc thôi. Đây là cái cửa số 5 của chợ Long Hoa nè, đối diện với đường là đường Tôn Đức Thắng để dẫn thẳng ra quốc lộ 22B. Khu vực này mặt bằng dao động, giá trị đất của nó là cao nhất ở tỉnh Tây Ninh anh chị. Giá dao động mà tính tiền tỷ chứ không còn tiền trăm nữa nha. Đấy, giá cũng khá là cao, cho nên vị trí của mình thì cách đây chỉ khoảng độ 600-700 m thôi. Đó, ra chợ Long Hoa 600-700 m thôi. Thì vị trí này cũng là vị trí vàng, cho nên chị nào thấy phù hợp thì có thể sở hữu ngay nha. Mọi thông tin chi tiết thắc mắc về lô đất này xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 098 18 77 139 để Hoàng có thể tư vấn thêm cho anh chị. Đây là cái cửa chính của chợ Long Hoa anh chị, ở đối diện là đường Hùng Vương ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau. Cũng quên là nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để Hoàng có thể ra những clip mới nhất, hay nhất và giá đầu tư cho anh chị tham khảo. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo về nhà và đất tại nên trên kênh Điện thoại Ninh. Hello Hoàng, xin kính chào.